Rồi, chào tất cả anh em đến sau một tuần trận đạn nha anh em. Số điện thoại của mình 0915 434 973 anh em nhá. Địa chỉ ở số 65B, đường Hạnh Xuân 38, phường Hạnh Xuân, quận 12, Hồ Chí Minh. Như anh em ở tỉnh thì cũng có thể liên hệ với Đạt để mua hàng nha. Mình có ship toàn quốc cho anh em luôn. Rồi, hôm nay thì làm một chương trình khuyến mãi cho anh em ha. Khuyến mãi đầu xuân. Hy vọng là những anh em chúng ta mua được những cái món hàng mà mình ưng ý ha trong cái dịp đầu năm này. Vừa là một cái lời tri ân gửi tới anh em, cũng như là một cái lời chúc mừng năm mới lì xì cho anh em gần xa ha, đã ủng hộ cho shop mình. Thì hôm nay đây là một cái bộ dây điện sườn của 110 nha anh em. Dây điện sườn 110 thì anh em biết cái chất lượng của nó rồi. Đồ 110 thì chất lượng rất là tốt, cho nên là anh em chúng ta mua về là anh em xài là ok. Thì hàng ở đây hôm nay á, để mình sẽ không dây điện sườn này mình sẽ tặng luôn cho anh em. Dây điện sườn tặng luôn cho anh em. Mình hôm nay chỉ bán cho anh em cục sạc IC và mô pin ha, bán cho anh em cục sạc IC và mô pin, tặng anh em luôn sợi dây điện đầy đủ rờ le đề và cục chớp luôn. Bình thường là Đạt bán là cục rờ le đề với lại cục chớp là mình bán 200.000 một bộ ha, anh em biết rồi ha. Thì hôm nay qua sợi dây điện thì mình bán giá nó từ 250 tới 300 một sợi. Thì hôm nay là coi như là sợi dây điện là với lại rờ le đề và cục chớp là 500.000. Thì hôm nay bán cho anh em nguyên một bộ mô bin sườn IC dây điện luôn, giá là 950, tặng anh em 500.000 luôn, là cục là sợi dây điện và rờ le đề cũng như là cục chớp này tặng cho anh em lì xì lọc đầu năm cho anh em. Thì số lượng nó là có hạn anh em, số lượng nó có hạn vì trong này thì như anh em thấy đây thì nó có khoảng 25 sợi, 3 đến 30 sợi. Thì có những anh em thì chúng ta sẽ lấy về anh em bỏ sỉ, cho nên là những anh em nào mà chúng ta có cái nhu cầu thì anh em nhanh tay giúp Đạt ha. Tại vì anh em biết trên thị trường bây giờ thì cái mô bin cũng như là IC của 110 bây giờ nó là quá hiếm rồi, nó không còn nhiều như ngày xưa đó. Ngày xưa thì anh em có thể kiếm dễ dàng một lúc 2-3 cục, nhưng mà bây giờ thì nó rất là hiếm ha. Đây IC của nó đây, IC là Schillingen nha anh em. IC của nó rất là lớn, bản của 110 là nó rất là lớn như mà này, nó khoảng 3 ngón tay của mình á. Và nó ở trên nó có sự xin gen ha, ở phía sau này thì nó có một ít mã ở phía sau này, và chân nó sẽ là màu nâu KFL đó, thì nó đúng của 110 nha anh em. Và mô bin á thì đây mô bin của nó sẽ là mô bin có trên là nó có logo TTEK ha, và dây thì nó rất là dài thoải mái cho anh em gắn được cho rim cho quay alpha đó, cho nên là anh em chúng ta cứ yên tâm. Bộ này là trước khi gửi đi cho anh em là Đạt sẽ ký tên bảo hành đầy đủ cho anh em IC cũng như mô bin để anh em về chúng ta yên tâm sử dụng ha. Thì một bộ gồm IC, rờ le đề, sạc chớp, mô bin sườn, dây điện Đạt bán cho anh em giá cực kỳ hữu nghị, chỉ tính cho anh em cục IC với lại mô bin thôi, giá là 950.000 cho anh em. Bộ này bình thường một sợi dây điện nhưng mà mình bán giá là 1.450.000, thì hôm nay mình bán cho anh em giá 950.000, bớt cho anh em 500.000. Thì những anh em nào mà chúng ta thật sự cần, anh em thật sự nhanh tay, anh em muốn sử dụng sở hữu thì anh em liên hệ với Đạt nha. Trước khi đi thì IC và mobin Đạt sẽ ký tên đầy đủ bảo hành cho anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm. Dây điện thì đúng dây điện theo xe, vậy anh em gắn vô là chúng ta xài thôi, chứ không phải lo lắng về vấn đề là dây điện lô nha. Đó, thì bên Đạt lúc nào bán cũng bao hàng cho anh em sử dụng hết, cho nên là anh em cứ yên tâm. Những anh em mà chúng ta, đặc biệt là những anh em mà chúng ta đi rừng thì chúng ta nên sử dụng bộ dây điện zin này, tại vì bộ dây điện lô khi mà anh em chúng ta đi rừng hoặc là đi rẫy thì nó rất là dễ bị vô nước và nó bị chập cháy anh em. Dây điện mà chúng ta bị hư thì rất là khó sửa. Cho nên là anh em chúng ta nếu mà được có điều kiện, anh em nên mua một cái sợi dây điện như vậy, anh em gắn vô, hoặc là những anh em chúng ta chơi xe độ thì cái cục IC 110 này nó rất là thích hợp để anh em chạy xe độ luôn. Xe độ hoặc là anh em chạy xe zin chúng ta gắn vô nó rất là mặn ha. Nó mặn hơn những cục IC alpha rất là nhiều. Cho nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng của nó cũng như là cái độ bền rất là trâu ha. Rồi thì anh em nào mua anh em liên hệ với Đạt nha. Số lượng thì có nhiều, nhưng mà cái hàng này thì anh em biết bên Đạt bán thì nó rất là chạy ha. Cho nên những anh em nào có cần thì chúng ta nhắn tay liên hệ nha. Chứ nó nếu mà chậm thì có thể mình sẽ phải đợi thêm đợt sau. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều. Một bộ dây điện sườn gồm có IC, mô bin, rờ le đề, sạc, chớp, dây điện sườn. Bình thường bán giá 1.450.000, hôm nay mình sẽ off cho anh em nhanh 950.000 một sợi. Thì anh em nào chúng ta lấy số lượng lớn thì có thể liên hệ với Đạt nha. Thì ở đây nó có khoảng 25-30 sợi gì đó. Thì anh em nào cần thì anh em liên hệ sớm giúp Đạt. Nhan tay thì còn chậm tay thì có thể mình sẽ đợi đợt sau. Rồi, chúc anh em một cái năm mới là vui vẻ, nhiều sức khỏe.
công việc thuận lợi ha. Cảm ơn em rất là nhiều.